Đây thêm một chiếc chở lúa nhiều hơn chuẩn bị bò qua nha các bạn. Ngang cái mương lấp luôn các bạn ơi. Đó, đó lúng bánh luôn nè. Cận cảnh với mấy các bạn cách về phía mình nha các bạn. Chiếc máy kéo chuẩn bị qua cái đường mương lúng nha các bạn. Đó. Có độn cơm lúng xuống không các bạn ơi. Đây thêm một chiếc chở lúa nhiều hơn chuẩn bị bò qua nha các bạn. Cái mương lấp luôn các bạn ơi. Đó, bò lúng bánh luôn nè. Rồi nó bò lên. Kiếm đường qua ha, tại có cái mương lúng á. Đây chỗ lúng nha các bạn. Chở khá là nhiều nha. Xuống các bạn. Con máy kéo đang chạy ra chở lúa các bạn ơi. Mấy anh đang bưng lúa đẩy lên xe nha các bạn.
bên đây thì con 105 các bạn. Bên đây thì miếng bên kia thì hiện tại mình thấy là có con DC70 các bạn ơi. Đang cắt lúa miếng bên kia. Này con DC105X nha các bạn. Đây, con này bự nhất luôn nha các bạn. Có ông chồng của anh đang chị lại cắt các bạn, họ lấy cái hàm đó các bạn, cũng lô luôn. Có cây máy 105X các bạn ơi, dưới chiếc máy kéo nè, chạy đi kiếm chủ ruộng nha các bạn. Thì nãy giờ cũng khá xa các bạn ơi, chưa tới cái miếng đất đang lên cắt nữa. Đây có cọng dây kéo phà các bạn ơi. Có cọng dây kéo phà, mấy anh đang dỡ cọng dây lên. Con chồng của anh đang chạy lại cắt các bạn, họ lấy cái hàm đó các bạn, cũng lâu luôn.